Xin chào các bạn, ngày hôm nay cô và các bạn sẽ cùng đi làm bài báo cáo thực hành, bài thực hành số 2, sự lan tỏa của chất. Đối với bài thực hành số 2, người ta đã yêu cầu chúng ta thực hiện hai thí nghiệm. Với thí nghiệm 1 đó là sự lan tỏa của amoniac, thử trước để thấy amoniac làm quỳ tím tẩm nước chuyển đổi sang màu xanh. Người ta bỏ một mẩu giấy quỳ tím ẩm nước vào gần đáy ống nghiệm, lấy nút có dính bông được tẩm dung dịch amoniac. Từ dung dịch này khí amoniac sẽ bay ra đậy ống nghiệm, quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím. Và thí nghiệm 2 là thí nghiệm sự lan tỏa của kali permanganat, hay còn được gọi là thuốc tím ở trong nước. Với thí nghiệm này thì người ta sẽ bỏ một ít mảnh vụn tinh thể thuốc tím vào cốc nước số 1, khuấy đều cho tan hết. Và người ta cũng lấy chừng ấy thuốc tím bỏ vào cốc nước thứ 2, lần này thì không khuấy và để cho từ từ rơi từng mảnh để cốc nước 2 lặng yên, không khuấy hay động vào. Quan sát sự đổi màu của nước ở những chỗ có thuốc tím, càng chờ lâu thì kết quả càng rõ và so sánh màu của hai cốc nước. Vậy thì đối với lại thí nghiệm 1, đầu tiên với thí nghiệm 1 thì chúng ta thấy đó là do cái khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình để tới giấy quỳ tím, và từ đó chúng ta sẽ thấy đó là giấy quỳ tím hóa xanh. Và đối với thí nghiệm 2 thì hiện tượng ở cốc 1, sau khi mà người ta khuấy cốc nước lên thì cốc nước có màu tím ngay, còn ở cốc 2 thì chỉ có những chỗ nào có thuốc tím thì mới có màu tím. Nhưng mà nếu như các bạn sẽ để một thời gian sau các bạn quan sát thì các bạn sẽ thấy là cả cốc nước đều có màu tím. Và cái cốc nước thứ nhất có màu tím đó là do các phân tử nước chuyển động mang theo các phân tử thuốc tím làm cho cốc nước có màu tím ngay. Còn ở cốc thứ hai là do khi để yên thì các phân tử nước chuyển động chậm, cho nên phải chờ lâu cốc nước mới có màu tím. Vậy là cô vừa cùng các bạn giải thích thí nghiệm ở bài này. Bây giờ cô và các bạn sẽ cùng nhau viết báo cáo thực hành chi tiết cho bài tập này nhé. Đầu tiên với thí nghiệm 1. Thí nghiệm 1. Với thí nghiệm 1 thì ở thí nghiệm này chúng ta thấy hiện tượng đầu tiên, chúng ta nhìn thấy hiện tượng. Hiện tượng mà các bạn quan sát được sau một thời gian đó là quỳ tím chuyển màu xanh. Quỳ tím chuyển màu xanh. Và giải thích. Chúng ta giải thích được đó là do khí amoniac. Do khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình, theo các phân tử không khí trong bình tới giấy quỳ tím, tới giấy quỳ tím làm giấy quỳ hóa xanh. Làm giấy quỳ hóa xanh. Và đó là cái kết quả của thí nghiệm 1. Và đối với thí nghiệm 2, đối với thí nghiệm thứ hai thì lần đầu tiên chúng ta cũng có hiện tượng. Hiện tượng. Và hiện tượng xảy ra đối với cốc 1 đó là sau khi khuấy, cốc nước có màu tím. Cốc nước có màu tím. Và thứ hai, hiện tượng ở cốc thứ hai đó là chỉ những chỗ có thuốc tím. Chỉ những chỗ có thuốc tím
mới có màu tím. Nhưng để lâu. Nhưng để lâu thì cả cốc nước có màu tím. Và chúng ta giải thích cho cái hiện tượng này. Giải thích với hiện tượng ở cốc 1, đó là do khi khuấy thì các phân tử nước chuyển động. Mang theo các phân tử thuốc tím. Mang theo các phân tử thuốc tím. Làm cốc có màu tím. Thứ hai, hiện tượng giải thích ở cốc thứ hai, đó là do khi để yên thì các phân tử nước chuyển động chậm nên phải chờ một thời gian. Nên phải chờ một thời gian. Cốc nước mới có màu tím. Vậy là cô và các bạn vừa cùng nhau hoàn thành xong báo cáo thực hành bài thực hành số 2 sự lan tỏa của chất. Hẹn gặp lại các bạn vào những bài tập lần sau.